Chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu càng quay đổ phi. Càng có thể nâng và xoay đổ thùng phi sắt và nhựa, tải trọng 360 kg đến một lần nâng một thùng phi. Bộ kẹp quay đổ được gắn vào càng xe nâng, cố định an toàn thông qua rội xích. Sau đây là diễn địa ở chi tiết cách quay đổ thùng phi dùng bộ kẹp. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết từ video của chúng tôi. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm hãy để lại bình luận dưới đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.